Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay dự án mới nhất thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho quý vị. Với cái dự án này thì giá thấp nhất là 3 tỷ 180 triệu một căn, diện tích từ 30 cho tới 36 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Nay Ngọc Anh sẽ quay cái căn lô góc hai mặt thoáng này cho quý vị. Với căn nhà mặt là mặt ngõ quý vị nhé. Với thực tế là nhà sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng của cái căn nhà này. Với cái sổ đỏ chuẩn chỉnh, với cái căn nhà này Ngọc mà anh sẽ quay cho quý vị, diện tích của nó là gần 37, gọi là 36,8 mét vuông. Hướng nhà là hướng đông nam, lô góc hai mặt thoáng, thiết kế công năng đi lại rất là hợp lý, cách với 50 mét là ra tới đường ô tô đi lại, xung quanh chợ trường phường trạm tiện ích ngập tràn. Vị trí này thì phù hợp với quý vị nào đi làm ở Mỹ Đình, Hà Đông, Cầu Giấy, tương đối là ổn với 10 km quay đầu. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà thì mặt tiền của ngôi nhà là 3m48, mặt hậu là 3m55. Với cái căn nhà này nở hậu quý vị nhé. Và với cái thiết kế cửa chính hai lớp, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Thiết kế đã xong gần như 100%, chỉ việc dọn đồ về ở. Với cái căn nhà này chỉ còn một chút cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa là xong hết ạ. Và với cái phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh ở giữa. Ngọc Anh đang đứng ở đây, đó là phần tầng 1 phòng khách của ngôi nhà đã được hoàn thiện đầy đủ cho quý vị. Hệ thống trần gạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, gạch lát nền, hồ sơ điện, hồ sơ nước, xong hết rồi, đúng như hiện trạng là về ở ngay. Với cái giá bán hiện tại của ngôi nhà này đang chào là 3 tỷ 580 triệu, lô góc thoáng, ngoài ra có căn ở phía bên trong giá 3 tỷ 180 triệu. Và hiện tại ở cái khu vực Đại Mỗ này thì căn nhà thấp nhất hiện tại còn có một căn 3 tỷ 100 triệu nữa quý vị nhé. Những cái căn đấy thì Ngọc Anh sẽ quay ở những cái video sau, review cho quý vị sau. Đây là cái phần phòng khách. Ở đây kệ tivi, rồi là vách ốp giả đá PVC đều được chủ nhà lắp đặt và trang trí đầy đủ cho quý vị. Quạt trần, hệ thống trần thạch cao. Đấy, đây là cái phần không gian tổng quan phòng khách. Và đây là cái phần không gian phòng bếp cho quý vị nhé. Với cái căn nhà này, ưu điểm lô góc hai thoáng cho nên mở cửa sổ được ở bên hông này, tương đối là thoáng. Và cái hướng nhà này là hướng đông nam, rất là mát. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát mọi người ạ. Đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Phụ kiện bếp đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi, xong hết rồi. Bếp thì thiết kế ở đây là gỗ MDF đây. Với cái phần tủ bếp hợp lý, với cái tông màu trắng và màu nâu. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Với cái căn nhà này thì quý vị có thể để một cái bộ bàn ăn 4 ghế ở đây, cũng tương đối là hợp lý. Cái thiết kế công năng thì gọi là tương đối thôi, còn nếu như để tuyệt đối thì không hẳn quý vị nhé. Đấy, ngoài ra đây là cái phần phòng vệ sinh, thiết kế ở phía dưới tầng 1 cho quý vị sử dụng ở duy nhất phía dưới tầng 1 thôi. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này diện tích rộng cho nên thiết kế cầu thang giữa tương đối ổn mọi người ạ. Ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần phòng khách với cửa chính thì ở đây có một cái vách lam gỗ này, trang trí cũng là cái phần gọi là phong thủy, tránh việc cầu thang mà thẳng cửa ấy quý vị. Đó, và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh siêu rộng, có bồn tắm riêng. Đây, cabin tắm, bồn tắm, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Đây, bồn cầu lavabo, hệ thống quạt hút mùi, cửa thông gió rất là hợp lý mọi quý vị nhé. Riêng với tầng 2 của ngôi nhà này thì thiết kế như thế. Nói chung với cái căn nhà này có sao thì Ngọc Anh quay và review cho quý vị là như vậy. Quý vị đến xem nhà là như vậy. Thiết kế tầng 2, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh rộng ở phía bên ngoài. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2. Tương đối rộng, thiết kế sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng hai lớp, an toàn thẩm mỹ. Rồi là cái phòng tầng ngủ này thì chủ nhà có thiết kế luôn cho mình một bộ rèm cửa này, hệ thống trần thạch cao này. Rồi là ở đây, cửa sổ thông thoáng mở ra phía bên ngoài. Từ vị trí cái căn nhà này mà đi ra tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì nó rơi khoảng tầm 6,5-7 km quý vị nhá. Nếu như quý vị nào đang đi làm ở Mỹ Đình mà muốn tìm một cái căn nhà ở khu vực phường Đại Mỗ, Tây Mỗ thì hiện tại bên Ngọc Ánh cũng còn tương đối nhiều căn. Và cái giá thấp nhất nếu như ở Tây Mỗ thì nó rơi khoảng tầm 2 tỷ 950, còn đâu thì nhỉnh hơn một chút quý vị ạ. Đó, đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ,
Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau: hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau cho quý vị. Đây ạ. Với trên phía tầng 3 này có ban công mở thực tế hướng được ra phía bên ngoài. Đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, rèm cửa ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Trên tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh ở giữa. Đây, phòng vệ sinh thiết kế sử dụng cho hai phòng ngủ tầng 2 và tầng 3. Đây. Tương đối ổn. Tiếp theo, phòng vệ sinh phòng ngủ ở phía bên trong đây. Mặt trong của ngôi nhà như vậy. Với căn nhà 4 tầng này, lên trên phía tầng 3 là đã có 3 phòng ngủ riêng quý vị nhé. Căn nhà này thì được cái ưu điểm góc thoáng cho nên mở được cửa sổ ở phía bên hông này, tương đối ổn. Với cái giá 3 tỷ 580 triệu đồng. Và thấp nhất thì có một cái căn bên trong mọi người ạ, 3 tỷ 180. Thì cái căn đấy Ngọc Ánh sẽ quay vào một cái video review khác cho quý vị nhé. Sau đây mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Quý vị ơi, với tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một cái ở đây, một giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái không gian tầng 4 cũng như khu vực cầu thang. Tiếp theo ở trên phía tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị, đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó, đây là phần phòng thờ. Ở đây là thêm cho quý vị một phòng ngủ nữa. Đây. Thực ra thì cái này là tùy công năng, mục đích sử dụng. Nếu như quý vị có thể dành cái căn phòng này để làm phòng thờ thì chỉ còn 3 phòng ngủ, còn nếu không thì quý vị có 4 phòng ngủ riêng. Phòng nào cũng được thiết kế đầy đủ chỉnh chu về cửa sổ mọi cái. Còn phần còn lại đây là phần sân phơi. Với phần sân phơi của ngôi nhà đây rất là rộng. Nói chung công năng sử dụng đáp ứng cho quý vị hợp lý với cái vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Quý vị nào mà đang đi tìm ở cái quanh khu vực Cầu Giấy Mỹ Đình mà muốn đi ở Đại Mỗ này thì cũng khá là hợp lý. Gần với lại Vinhome Smart TV này, gần với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông này, giao thông đi lại tương đối là ổn. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.